ơn người ta chứ đâu phải nói rồi. Tôi có hiểu mà, tôi không dạy đâu rồi chứ bộ. Bộ có sao? Không nói gì nhiều lắm. Chủ đề. Đó rồi, đầu tiên là tôi cảm ơn anh Triệu lắm rồi đó. Nói thật. Thì đó. Quay nữa là không cho quay. Cái chuyện quay không quay ở đây không cần anh. Ừ. Trời ơi. Bây giờ quay tôi có thu nhập nhưng có loại có hại gì đâu. Còn những cái gì anh làm thì anh chịu đúng không? Nếu như anh đó có gì đâu. Ừ. Ở đây không có xúi giục anh nói bất cứ cái chuyện gì hết nha. Cũng chính hôm qua anh nói là anh nhận của ai và anh nói dốc để mà cộng đồng mạng người ta là không nghi ngờ anh nữa thì cũng chính anh vậy thôi. Cái chuyện hả biết bao nhiêu người đâu. Và hôm nay cái chuyện này cũng có khả năng luôn đó. Nhưng mà ông trả lời với anh em một câu đi, anh em bày giải cho một tí đó được chưa? Không, cái gì chưa? Không, tôi không nói bậy, mà tôi không có nói ai là tôi không giúp bác. Rồi, biết. Bản thân ông, hai vợ chồng ông nói bậy nói bạ, rồi người khác không biết sau đó tự nhiên là mấy ông nói tôi là... Ba đẹp vợ mơ là chữ tôi ngủ không được luôn. Ngủ là do ông với ông kia làm sao đó là chuyện của ông. Ở đây có con suối vườn gì anh nghe Dũng? Không phải suối anh cái chuyện gì hết nha. Không. Cái này anh tự biên tự diễn là tự thấy sai. Và giờ anh cấm em nói thẳng với anh luôn là cái chuyện không quay anh là không quan trọng với tụi tôi đó, nhưng mà có một cái là phân tích cho anh hiểu cái chuyện. Rồi anh nói sẽ hiểu là quẹt ngõ như gà cái gì đó. Rồi bây giờ người ta chửi ông đó là người đó chứ còn ở đây người ta chưa gần cái gì hết. Anh nghe lời người ta, giờ ta chửi ra đó là chuyện của anh với người đó, hiểu không? Chứ còn anh em tụi tôi chưa bao giờ được cái gì hết. Không nói anh này được tôi gì hết. Nếu nói Sài Gòn thì đây nói bên đây lại nha, được bên nữa. Tôi ra đây là ép anh trong quen bắt lại. Mà giờ tôi hỏi anh một điều này trước khi tôi về nè, là hôm qua là cái chuyện mà cũng có người sai khiến, và hôm nay cái chuyện anh nói là không cho tôi quay đó, có ai sai khiến anh không? Không có ai sai khiến tôi chứ. Bình luận tôi chửi tôi càng nhức đầu. Mà anh đọc bình luận chữ ở đó là anh hiểu cái sự việc của anh như thế nào không? Bữa nay anh chửi quá nhiều rồi, tôi chịu hết nổi rồi. Tôi hiểu chú bé luôn. Tôi bỏ bài. Này chửi anh. Chửi anh thôi, không chửi anh tôi nói là do khán giả họ nhận xét họ nói thôi. Chứ mấy anh em còn không nói gì đến anh hết. Trời ơi, đến đây nói thật ra quay thì mấy anh em cũng có cái tiền từ YouTube trả anh Dũng. Đúng không? Nhưng mà không ở đây quay cho anh có lợi cho anh, không bao giờ có hại cho anh nghe. Anh nên nhớ nghe anh Dũng. Rồi, anh nên nhớ nghe. Không trả hàng gì không, tôi không đòi cái chuyện đó. Tôi không phải con nít nghe. Tôi không phải con nít đâu. Tôi đã đâu đầu mình vương tặng anh thì tôi lấy lại. Tôi không phải con nít nghe. Nhưng mà ý tôi nói anh đừng có nói là giống như là anh là cái nhân vật như thế nào để tôi mua theo để kiếm tiền nghe. Không, nói thật anh muốn trả tôi về bỏ tôi dắt lên để cho anh. Người ta thương là thương bé Thấm á, đó là không có chuyện gì. Tôi không lấy, đó. Ông để các bạn không lấy, tôi không lấy, tôi không phải con nít nha. Không, tôi chỉ lấy chết là nọ. Ông làm chuyện người ta cười, Dũng ơi. Không phải, ảnh muốn gửi thì cứ việc. Cái chuyện đó, ảnh tự ảnh ấy đây. Còn cái chuyện á mà anh muốn để đâu để. Nó làm có quyền, tiền bạc để học dài không, học học lấy bao nhiêu triệu, gạo không dùng xong. Chứ đây này không lấy lại. Tôi sợ nổi lắm. Tôi sợ nổi thôi. Bỏ không cả là trời. Nhưng mà tại vì anh nói giúp con Thám chứ không giúp anh. Anh nói giống như anh vô hơn với những mạnh thường quân. Anh hiểu không? Không phải là vô hơn mà mấy anh làm như vậy đó. Làm như vậy là làm sao? Anh nói cái chuyện trên đời là anh. Làm như vậy là làm sao? Có ai nói gì anh? Ai nói xấu gì anh? Tự anh nói anh ơi. Tự động ông đó tự động ông sửa. Anh muốn lấy tôi vợ tôi. Người ta xúi anh làm bậy bạ rồi giờ anh nói gì? Không quá là rồi. Ông lấy ông bỏ đó, ai lấy thì lấy, tôi không có lấy nha.